Với phương châm nước rút tới đâu vệ sinh tới đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, các địa phương trên địa bàn thành phố Huế huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh, đặc biệt tại các tuyến đường ven sông có lượng bùn non bồi đắp nhiều sau lũ để phòng chống dịch bệnh. Những ngày qua, lực lượng vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế luôn trong tình trạng làm việc hết công suất để dọn dẹp cảnh quan hai bên đường, thu gom rác thải cũng như làm sạch lớp bùn đất mà đợt lụt vừa qua để lại. Tuy vất vả, mệt nhọc nhưng mỗi người công nhân đều ý thức được tầm quan trọng mà công việc của mình mang lại cho mỹ quan thành phố. Thế nên tất cả đều tích cực để đẩy nhanh tiến độ làm việc. Những ngày qua thì công việc bọn em rất là vất vả, điều cũng phải cố gắng để trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho thành phố. Không chỉ có lực lượng vệ sinh môi trường thực hiện nhiệm vụ, các đội tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên cùng nỗ lực ra quân, góp sức mình cho công tác vệ sinh môi trường sau lũ. Với các bạn trẻ, hoạt động này không chỉ góp phần trở lại hình ảnh của một thành phố xanh, sạch, đẹp, mà còn là dịp để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Vừa lũ vừa rồi thì em thấy là ở Huế mình các tuyến đường hầu như là dính bùn rất là nhiều, nó ngay từ ngày đến việc các phương tiện đi lại. Ngày hôm nay em thực sự rất là vui khi có thể góp một phần vào để làm cho tuyến đường của mình là càng sạch đẹp hơn. Dạ, em cảm giác là công việc của mình rất là ý nghĩa. Tại một số tuyến đường thấp ngập sâu của thành phố, ngay sau khi nước rút, người dân cũng đã chủ động quét dọn vệ sinh đường phố, góp phần sạch sẽ vất vả cho các công nhân vệ sinh, đảm bảo môi trường sạch đẹp, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Nhằm chia sẻ với đội vệ sinh và môi trường khắc phục những hậu quả sau lũ lụt, vì con Huế đã còn rất nhiều vùng trũng thấp cho nên họ cần phải đi giải quyết khắc phục những chỗ khác. Còn ở đấy thì mỗi người dân phải tự giác chủ động là dọn dẹp vệ sinh để lấy lại cảnh quan môi trường đẹp cho Huế ạ. Sau các trận bão lũ vừa qua, cảnh quan của thành phố Huế đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng với sự chung tay, đồng lòng, khẩn trương của tập thể công nhân vệ sinh cùng chính những người dân thành phố, Huế sẽ sớm trở lại với hình ảnh Huế xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.